của bạn Phương. Đá Huy. Bóng ra đi đập bật cột phía sau và sẽ có quả phát bóng lên. Không phải là một tình huống đi bàn của Đá Huy. Bóng ở rất căng. Thủ môn của đội tuyển quả bóng Phương Quốc Sinh. Đã đi lượt về anh ạ. Đây là đang lượt về trận đầu. Hậu sản đứng đầu nhỉ? Hậu sản đứng đầu. Thôi. Không được. Không được. Không được. Nhưng mà cái trận giải này nó đá vào sáng sáng thì nữa thì live stream được. Trời nó âm u quá. Sân là tối quá, sân cái sân mặt sân này nó tối màu. Cỏ tối. Nếu như với cái trận này thì rất nhiều những phần thưởng của các thủ tổ bú đang trao thưởng thành công. Đây sẽ là giai đoạn lượt về và chắc chắn là lượt về này thì các trận đấu không thể được rất nhiều. Người đứng đầu là Nguyễn Linh. Một tình huống để chúng ta
Từ phường với lại chỗ đường gì nên cầu Nhật Tân nhỉ? Cái ngã tư gì chỗ trường tiểu học gì ấy. Ngay bên sân cơ vào sân thì trời cũng đang có hiện tại mưa. Chậm cũng là mưa. Đúng chưa? Thủ môn Việt Anh cũng đang có những động tác bắt bóng ở đây là rất đặc trưng, rất mới. Chị Lan, rất kẹo, làm gì? Nỗ lực cứu bóng và dứt điểm về phía công an của chúng ta không thành công. Mình qua đây đâu? Vẫn đâu? Chị Lan, qua đây. Đứng lên. Chị Lan. Một quả đá biên dành cho cầu thủ. Không được.